gã mập trung niên này đang chế tạo con rết người. Đầu tiên ông ta chuẩn bị dao, kềm, búa, rồi cầm búa gõ rụng răng người, bởi vì răng sẽ cản trở bài tiết. Sau đó ông ta dùng bút đánh dấu, vẽ vị trí cắt trên khớp gối. Vì gã mập không có tiền mua thuốc tê, nên quá trình phẫu thuật có sự cố, một số người chết vì mất máu quá nhiều. Người đau đớn nhất là gã mập, thiếu một người thì chỉ có thể làm 11 con rết người. Nhắc nhở hữu nghị, xem phim này ăn ngon lắm, tích cực khuyên các bạn đang ăn cơm vào xem cùng nhé. Gã mập là bảo vệ dưới hầm xe, bởi vì bị béo phì mà thường xuyên bị bài xích. Tất cả mọi người gọi anh ta là thằng óc lợn. Anh ta ngồi trong phòng giám sát xem hết bộ phim Con Rết Người 1, trong đầu xuất hiện một kế hoạch điên khùng và cực kỳ biến thái. Vừa khéo có một cặp tình nhân thắm thiết xuất hiện trong camera, gã mập cầm gậy lên và đi xuống hầm xe. Người đàn ông chửi mắng ông ta một trận, đồng thời còn khiêu khích gọi cái biệt danh mà gã mập cực ghét, thằng óc heo. Tức giận, ông bắn một phát vào chân chàng trai, sau đó ông ta cầm súng bắn ngã cô bạn gái. Thấy người đàn ông ôm chân lăn lộn, gã mập cầm gậy đập vào đầu anh ta. Người đàn ông lập tức ngất đi. Ông ta từ từ đi về phía cô gái, cho dù cô gái cầu xin thế nào, ông ta cũng chỉ mỉm cười, rồi vung gậy đập vào đầu cô gái, sau đó lại dùng băng keo trong trói ngược tay hai người và ném hai người lên chiếc xe cũ mới mua lại ngày hôm qua. Về phòng giám sát, gã mập lập tức hít thuốc hen suyễn, bởi vì quá mập nên chỉ cần vận động mạnh là lại phát bệnh. Từ sau vụ bắt cóc đầu tiên, ông ta cảm thấy được chữa lành nên trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết để bắt được nhiều con mồi hơn. Ngày nào ông ta cũng dán mắt vào màn hình giám sát, không dám chớp lấy một cái, sau đó đánh ngất những người ở bãi đỗ xe, vứt bọn họ vào cốp xe, thuê một cái nhà kho làm phòng thí nghiệm. Chủ nhà kho giới thiệu các ưu điểm của nhà kho, nhưng gã mập không thèm nghe một câu, ông ta chỉ quan tâm nhà kho rộng lớn này có thể chứa mấy con rết người, chỉ tưởng tượng thôi đã vui trong lòng. Chủ nhà kho giục ông ta không có tiền thì cút đi, đừng làm lỡ việc người ta làm ăn. Kết quả gã mập ra tay quá nặng nên đã tiễn chủ nhà về Tây Thiên. Bởi vì thiếu một con rết người nên ông ta đã ôm chủ nhà kho khóc rất lâu. Sau đó ông ta ném những người bị bắt cóc vào nhà kho, nhưng ông ta định tạo ra 12 con rết người. Bây giờ phải tiếp tục tìm con mồi. Hôm đó gã mập và mẹ đang ăn, cặp vợ chồng tầng trên làm chuyện ấy. Vì quá ồn ào nên mẹ phải cầm chổi gõ lên trần nhà vài cái, nhắc nhở hàng xóm tầng trên nhỏ tiếng lại. Kết quả chưa đến một phút sau, một anh chàng to cao cởi trần xông vào nhà. Come on, tell him. Be a man, like your father. Stop fucking bothering me, you retard. I play my fucking music as loud as I fucking want. Gã kia hất đổ bàn, ấn gã mập vào tường, chửi ông ta một trận, sau đó đánh đập ông ta, vừa đánh vừa mắng, nói còn dám gõ cái nữa là tao sẽ giết mày. Gã đàn ông phun một ngụm nước bọt lên mặt gã mập rồi mới hài lòng bỏ đi. Lúc này trong mắt gã mập có một tia hung ác. Đêm đó ông ta tiếp tục dán mắt vào màn hình giám sát, thấy gia đình ba người xuất hiện trong màn hình. Ông ta cầm súng lên, nạp đạn, bắn liên tục ba phát vào chiếc xe đang tiến lại, cầm gậy đập vào đầu người đàn ông. Thấy người phụ nữ mang thai trong xe còn ôm đứa trẻ, ông ta nhớ đến tuổi thơ bi thảm của mình, ôm đứa trẻ vào lòng và hát một bài Đồng Dao, rồi tốt bụng tha cho đứa con của họ. Sản phụ nằm dưới đất cố gắng lê lết, gã mập tốt bụng muốn giảm bớt đau đớn cho cô nên gõ thêm một cái. Nửa đêm, hai cô gái đi bao về muộn về đến bãi đỗ xe cũng trở thành con mồi của gã mập. Đến tối, người mẹ cầm con dao đâm liên tục lên giường gã mập, vừa khéo ông ta đã đi vệ sinh nên thoát nạn. Hai người trơ mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, cứng nhắc. Ánh mắt gã mập lộ ra tia hung tàn, nhưng ông ta còn chưa kịp ra tay, mẹ đã phát hiện bí mật của gã. Bà hét vào mặt gã, mày xem những thứ này sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy. Đồng thời tức giận xé rách từng trang kế hoạch, gã mập nghiến răng mặc áo bác sĩ vào, chạy đến chỗ con rết mình nuôi buồn bã khóc. Mẹ thấy ông ta vẫn còn cố chấp nên định vứt con rết đi. Ông ta nổi giận, ấn đầu mẹ vào trong bể kính để con rết cắn nát mặt mẹ. Con rết nhanh chóng cắn lấy người mẹ, ông ta cầm gậy lên tiếp tục đánh đập. Sau đó người mẹ bị đứa con hiếu thảo tiễn về Tây Thiên. Lúc này đôi nam nữ trên lầu lại làm chuyện ấy. Ông ta học theo mẹ, cầm chổi lên gõ vào trần nhà. Khi gã đàn ông hùng hổ xông vào nhà thì phát ngốc luôn. Gã mập nhân cơ hội bắn vào chân gã đàn ông. Gã hàng xóm này chà đạp tôn nghiêm của ông ta, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Ông ta đập vài cái cho gã đàn ông ngất đi, rồi lấy một chiếc vali cũ ra, lấy các dụng cụ sắc nhọn trong nhà cho vào vali, chắc chắn không thể thiếu phễu cho ăn và bát cơm để cho rết ăn. Còn có ghim bấm quan trọng trong suốt bộ phim. Sau đó ông ta lại tìm một cô gái khác. Cô gái đau khổ xin gã mập tha cho mình, nhìn con dê chờ bị mổ trong tay. Ông ta từ từ đưa tay sờ lên mặt người phụ nữ. Người phụ nữ đột nhiên phun hơi cay. Gã mập lập tức không thấy gì nữa, nhưng cuối cùng cô gái vẫn không thoát được, vẫn trở thành con mồi. Gã mập đã bỏ một số tiền lớn, mời một nữ siêu sao làm đầu rết. Nữ siêu sao vui vẻ chạy đi thử máy, vừa mới vào nhà kho, thấy những con người đang đau khổ thì lập tức thấy không ổn. Khi cô chưa kịp hoàn hồn lại, gã mập đã đánh ngất cô rồi. Cuối cùng cũng tập hợp đủ 12 người. Đầu tiên ông ta chuẩn bị dao nhỏ, kềm, búa, rồi dùng búa gõ rớt răng bọn họ, bởi vì răng sẽ ngăn cản bài tiết. Sau đó ông ta dùng bút đánh dấu, vẽ vị trí cắt trên khớp gối, rồi cắt đứt gân bọn họ theo đường vẽ. Tôi nhìn thôi mà còn thấy đau. Thế nhưng gã mập không có tiền mua thuốc tê, nên quá trình phẫu thuật có sự cố. Một số người chết vì mất máu quá nhiều. Người đau đớn nhất là gã mập. Ông ta không có thiết bị tiên tiến, đành phải tự tạo điều kiện.
cầm bấm giấy lần lượt bấm miệng và mông bọn họ với nhau. Sau cuộc phẫu thuật đơn giản và thô bạo, ông ta đã hoàn thành tác phẩm xuất sắc hơn thần tượng của mình, vui vẻ như một đứa trẻ sau một màn nhảy nhót vui vẻ, lắc lư thân hình gợi cảm của mình, nhìn những con rết bao vây quanh mình. Ông ta rơi xuống giọt nước mắt vui sướng. Đến giờ cơm tối, gã mập lấy cái tô ra chuẩn bị một bữa cơm chó thịnh soạn cho họ, nhưng nữ siêu sao lại tức giận quăng cái tô đi thật xa. Gã mập không hề nổi giận, ông ta nhét cái phễu nhựa vào miệng cô. Khung cảnh này quá đẹp nên không cho mọi người xem nữa, nhưng cực kỳ khuyến khích tác những người bạn đang ăn cơm vào xem. Ông ta cưỡng ép rót sữa vào miệng cô gái để những người phía sau có thức ăn. Gã mập tốt bụng tiêm thuốc sổ cho người phía trước, bụng của tất cả bọn họ mau chóng kêu ọc ọc. Mùi hương hôi chua khiến tôi phải sờn tóc gáy. Nữ siêu sao đánh vào chỗ hiểm của ông ta rồi bỏ một con rết vào cúc hoa ông ta. Cuối cùng gã mập cố nén đau giết tất cả bọn họ, mình cũng chết trong tay con rết mình nuôi. Khung cảnh thay đổi, gã mập lại quay về hầm xe, hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng của ông ta. Ông ta có suy nghĩ biến thái như thế là do quá khứ của ông ta. Mọi người nghĩ lý do là gì mà khiến tâm lý ông ta biến thái như thế thì có thể bình luận, mạnh dạn biểu đạt suy nghĩ của mình.